Này cho dương mơ cái này nick headline mày mùi tiết bỏ dương tiện tồn cho mùi nâng khang Gaza đấy. Và đây tiện tồn cho mùi ông ca sắp tùy tiết. Cái đã US vetoes UN chief. Bà UN chiefs appeal for Gaza ceasefire. Cái đã xa rốt am ở đây ban thu veto. Veto đó cứ mình cho rúm còn thu phải hị cả. Bà mới tha xa rốt am ở đây ban thư veto tới lời cam piêu nia rồi bà thiên ông ca sắp tiết chiết sầm rạp bắt chốt bánh thiên nâu ca già bà thư veto và dương dây mối tập bạn được xe rồi có mình cho ruộng rồi cả hai là thư về hị cả đấy cả thư veto đã sao rồi am rách ban thư veto bà tới lời cam piêu nia rồi bà thiên ông ca sắp tiết chiết bà xâm rạp bắt chốc banh cái nơi cả giả bà chân riêng mơ rụp khiếm đi mùi máu The UN Secretary General Antonio Guterres speaks during a UN Security Council meeting addressing the humanitarian crisis in the midst of conflicts between Israel and Hamas at UN headquarters December 8, 2023. Đã kiện lệ khá thì ca ông ca sắp kỳ tiết cư lô ông tô đình nhô của Tres cầm tung tại thlành bạc nông cầm luôn bê chùm nuộp và dù rinh ở UN Security Council Meeting. Bà cầm tung tại thlành nông cầm luôn bê chùm nuộp nê krom rực xa sân đất sốc đồ bà ông ca sắp kỳ tiết. Bà thlành addressing đại thlành nhầm phí vị bắt ngu sở thua. Bà nô bê cầm tung bê chùm nuộp. But in the midst of conflict là cần phong biệt chủng lục cả lá rồi viên Israel hay là Krom Hama và đây chủng lục này cứ thuê nó tìm nạ ca ông ca sẽ kể chiến ca việc hai tìm bóng bay khai thú những năm phí bóng mà phải bày là xong đoàn tiên đấy cái đó à kia lấy khai thì ca ông ca sẽ kể chiến ông tôi đình yêu của Dress cầm phong đẹp lành và nó cầm luôn phê chủng lục này Krom Prisa xa sân sốc ra bao UN đẹp lẽ những phi bị bắt và một nụ sự thua có đều cầm phung để miên chủng luộc cả là nó phải nạp phê để cầm phung để miên chủng luộc cả là cả bạn nó in the midst of conflict và rô viên Israel hay nâng cầm Hamas và đại chủng luộc nết vừa nợ tìm nạ ca là bao dụ ấn ca bị khai nụ ngay tìm phẩm bay cho nam phi quân và phẩy bày là chân xong tàu phá ra cao tìm mùi thầm đoàn ấy. Bà UN Secretary General Antonio Guterres told the Security Council Friday that 2 months into Israel's war with Hamas, we are at a breaking point and urge them to push for an immediate humanitarian ceasefire, but it instead use its veto to prevent the council bà from demanding one. Cái đại kiện lấy khai đề ca ông ca sát kỷ chiến ông tình yêu của trẻ bàn thay phạm bật krom bởi xa sân được sọc bà security console, console bàn thay phạm security control được còn bật mùi phạm đến phụng cha all of them cái đà bật đấy đã kia lệ khá đề ca ông ca sắp kể chiến ông tôn nhô của Dress ban thanh prap krom bưng xa sân được sốc bà ca bị khai sọ thả và dễ bê bì khai bà đã thể cho sân kriêm và bảo Israel cho môi krom hàm ảnh ní bà 2 months into Israel's war chân theo bì khai đã thể cho lực hợp sân kriêm Israel cho môi krom hàm ảnh ní bà dương cũng phong tại thấp được trong chúng đôi mua để lên cục cường bàn we are at the breaking point nhé nè bà cục cường thành là ca bàn bán nè cái là dương cũng phong tại thấp được trong chúng đôi mua để cục cường thành là ca bàn bán hãy có bàn chúng rung bà ơi phụ kê bà urge them to push for hai ban chủng rung oi bộ kê nâng chủng rung oi miên bắt chốt bánh khní đâm bay chủng đôi mưu sở thua chi bẩn tuần. Có bẩn tế
Sao đất Amrit ban prasit veto bởi khuôn bà rìa riêng cầm bự xa cầm oi mên ca tiêm tiê ở vầy bụi bàn. Nhưng mà Amrit bận oi Amrit ọt chô ruộm bà Amrit ọt chô ruộm tới mê tha ca tiêm tiê nó cứ ọt bàn ấy thế. Bà xong đào tiên á. Ta ạ kết lệ khá để ca ông ca sẽ kiến ông tốt hình dụng của Tres ban khlên prap cầm bự xa sân ở sốc ca bật khai sọ thả. เรียบเปปีแค่ในการเตะโจลูกเขาสังเกตอิสราเอลเจอบวยจากกรมฮามานีบ่ายืนคือกำปองแต่ทัดลูกเขาจมหนักมวยได้ตกลงสถานการณ์หลังบาน We are at a breaking point นะให้ลงองตัวหนึ่งโยหรืออาเกลิคานี่คือบานจมรุ่งไอ bà công được xa sân được sọ nó chùm rối nhỏ miên bắt chốt banh khi nơi chia bằng tuần làm bay chùm đuôi mua sở thù bà humanitarian y mật điết chia bằng tuần nè bà humanitarian si xoay ở qua bản té xa rốt a mở rách ban pra pra xịt về tổ bởi khuôn đam bay ria riêng đa công được xa sân được sọc côm oi tiêm tia ở nó ở mùi bà the people of Gaza are looking into the abyss. But the abyss could present. The international community must do everything possible to end their ordeal. The war was triggered by Hamas October 7 terror attack. But in Israel, it killed 1,200 people. And then cần làm bánh mà ngay ngập vào nôm một quần nghệ tiếng mình tích chứ nè. Nhẹ nam mình khăn nè. Bà lô cô trẻ bàn khai thà và chia chuẩn nâu cà xa công phung tè sầm lân. Bà lô kinh yên thú nè. Bà đã phải chia chuẩn nâu cà xa công phung tè thất đô khăn ông đưa gọi đã công phung tè sầm lân rô tì than đọc chữ. Bà lô kinh yên thú ở đặc biệt sáng bởi dân bài mốt và hạt thật thà nè. Đưa công phung thịt trôl của bà nè. Thì bài chẳng mốt á. Đã phải chia chôn nơi ca xa cầm phong được thể cho lực nông chua đỏ chữ rồi có ăn luôn đỏ chữ ở bì sức về ra là hạt đẹp than nó cũng cái hào thà mà dừng dây mối hào thà chua đỏ chữ rồi có ăn luôn đỏ chữ đó nè bằng dây tam mai dừng từng cái lại na để chữ cái hạt ăn luôn nghe hạt ở bì là phải sao mà lấy cái hào thà là hạt đẹp than sắc cùng anh ta chia trâu tè phu ở quê cục chám tan đã ai phơi thuộc bán đâm bay bất bình chấp nơi sắc đây túc chư chấp là bọc phụ kỳ ọt điên lớp bởi dương bè thật sự bên ở cọ cả bà nè và cái này đấy bia đặc trong cái nào sáng ọt bàn sáng bia chùn đầy chắc ọt điên dương bè mốt thật ca chư chấp bà rứ có dương bọc bè thật sự bên ở cọ và กระดาษสังเครียมนี่คือตบบังกอลางโดยการเวประหาเพื่อเวกรรมในโทรทัศน์การเวประหาเพื่อเวกรรมในไทยตีผลปีแค่ตุลาบกรมหามาบ่าในครั้งปฏิอิสราเอลได้บันสำลับมนุษย์มาปวนปีรอยเนี่ยเอ้ยในไทยตีผลปีแค่ตุลานะบ่าขณะมาไงนั้นเงือบมาดูมาปวนปีรอยเนี่ยแต่สมดาวเทียบ លោកកត្រែបានថ្លែងថាប្រជាជននៅកាសាកំពុងតែធ្លាក់ចូលលើក្នុងអន្លង់ដ៏ជ្រៅសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន to end ដើម្បីបញ្ចប់នៅសុបិនអាក្រក់របស់ពួកគេសង្គ្រាមនេះគឺត្រូវបានបង្កឡើង trigger by trigger by ណាសង្គ្រាមនេះត្រូវបានបង្កឡើងដោយការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃទី 7 តុលារបស់ក្រុមហាម៉ាស់ Palestinians living in Hamas control Gaza Strip are living in increasingly dire conditions. More than 17,000 people, mostly women and children, have been killed, according to Gaza's health ministry,
Thousands more are injured or missing under the rubble. Theo bà chia chuẩn Palestine là cổng cung tại ruột nơi Gaza Strip đã cục cung tại cổng Hamas. Bà cái này nếu cư dân bà kinh vây giờ có miền biển này nó còn khu cái này nâng. Bà Palestinian khu à này bà dân bà bình nhé nè. Cái này. Ở tới dân lúc khóa cho lè. Bà lưng lúc khóa cái này cho tới dân tục tà liêu viên tử. Dân đã phải chia chân Palestine đã cũng phung ruột nơi nông ca xa strip đã cục cung tại cổng Hamas. Bà cứ cổng tung tại ruột nông nông giật than ập khiếp đò sen ập trọng mình tiền đại ở đò lòng ba đò ập trọng mình tiền increasingly đại ở mới đạt đò lòng ba lòng bình dường bè đò lòng ba lòng bình là bà nè bà cứ cổng tung tại ruột nông nông giật than ập khiếp đò sen lòng ba lòng bình ประชาชนประมาณเพียงหมื่นเบิร์นผมเปิดปวนเนี่ยได้เพียงร้านคือเจียสตรายหนึ่งกุมาบาตรบานสำหรับบานนี้บริยนต์ตามกระทรวงสุขาภิบาลกาซาบาอะไรนี้ส่งประเกณฑ์มามากอะไรนี้ยังต้องดักเบียมวยเตียนอะไรไปคอยเคลียร์เลยบานนี้ไปคอยเคลียร์เลยจังเลยยังบ่อยังบ่อเปลี่ยนแดงบนบ่ายังบ่อเปลี่ยนอะไรในบนนะอาสมดองเตียนเลยยังบ่ออะไรในบนไปนะบ่อยงต่อตามกระทรวงสุขาภิบาลข้าซาบ่าเด็กดังทางให้บันไปไปเลยมั้งนะไปนะไปเชียร์ชนปาเลสไตน์ได้กลมกลงแต่รวมนอกนองกาซาสติปได้ครบครองในกรมฮามาสคือกลมกลงแต่รวมนอกนองสถานเพียบដល់សែនលំបាកមែនទែនប្រជាជនប្រមាណជាង17,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារត្រូវបានសម្លាប់បាទ thousands ជាប្រែមកនេះ thousand អឺមនុស្សរាប់អឺសពពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានរងរបួសបាទ thousands more are injured មានន័យថារាប់សិបពាន់នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយនឹងបាត់ខ្លួនស្ថិតនៅក្រោមគំនរបែកបាក់អារ៉ាប់បុលសម្ដៅគំនរបែកបាក់ដែលដោយសារគ្រប់ភ្លើងណាអាគារបាញ់កំទេចអាគារបែកបាក់ងាប់មនុស្សហ្នឹងកប់បាទរាប់បុលតើ15 Nations Security Council met Friday morning by Astor Kutras wrote to them Wednesday, invoking Article 99 of the UN Charter, which empowers him to bring to the Council any matter he believes may threaten international peace and security. ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមាន15ប្រទេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលមាន15ប្រទេសបានជួបគ្នាការពិព្រឹត្តថ្ងៃសុខបាទក្រោយពីលោកគុត្រាបានទៅសេលិខិតដល់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធបាទដោយបាទប្រើប្រាស់បាទស្នើឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងនេះពាក្យ invoking ណាទៅសេលិខិតដល់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធស្នើឲ្យមានការប្រើប្រាស់មាត្រា99បាទនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសន្តិភាពដែលមាត្រានេះគឺអាចនឹងដល់អំណាចឲ្យរុគាត់ដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅបញ្ហាណាមួយដែលលោកជឿថាអាចគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិបាទសំដៅទៀតណាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខប្រមាណ15ប្រទេសបានជួបគ្នាការពិព្រឹត្តថ្ងៃសុខបាទបន្ទាប់ពី Kutras បាទបន្ទាប់ពីអគ្គលេខាធិការ Kutras បានសេលិខិតដល់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធដោយស្នើសុំប្រើប្រាស់នៅមាត្រា99បាទនៃធម្មនុញ្ញ UN បាទ UN Charter ដែលនេះគឺអាចនឹងផ្ដល់អំណាចដល់រូបន្តដើម្បីដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅបញ្ហាណាមួយដែលគាត់ជឿថាអាចគម្រាមកំហែងដល់សន្តិភាពឬសន្តិសុខអន្តរជាតិ
Bà. It is the first time good president votes. The clause in his nearly 7-year-long crisis pledge tenure. The last time it was regularly invoked, but was in 1971, during fighting that led to the creation of Bangladesh and its separation from Pakistan. Cái đa này cứ chỉ nước đồng bồ hai, đa lúc của trẻ bàn sân sông pra nơi kho bản nhật ní, kho lại nước sân lực kho bản nhật, bật bản nhật. Cái đa này cứ chỉ nước đồng bồ hai, đa lúc của trẻ bàn sân sông pra kho bản nhật, nô nông, rồi dễ bê căn tầm này nó bảo lô nghề. Bà nô khó rồi dễ bê căn tầm này nó bảo lô chết bàm pi chứ nằm. Để nearly 7 year long. Và hai nước dịa bê đầy dịa dịa đói vị bạch và crisis flame. Và mê thật dịa bê căn tầm này bỏ quân nó người trâu dịa dịa đói vị bạch thì chả nên biến đôi chê kháng COVID phong, sự kriêm phong chân ca sự kriêm phong chân chả nên tên dịa bê cất căn tầm này nó cứ chụp đói vị bạch chả nên. Cái đó lớn trong cái đó đều bắt phải nhặt lấy ra bàn sao ở pra để tuần cứ một năm mười quân và bộ đôi chân sập bụi để không luôn phê lúc ở miền ca phải dục khía đàn đâm tổ rốt ca bằng cớt và có tên bằng lạ đá hai nâng ca bằng bè và luôn là bằng tên ông lạ đá phí và tên Pakistan để chấp bạc những kiện thuật pra mà đòn cái dùng một pra mà đòn xong đó tiên nhé. Cái đa này cứ chế nước đồng bồn hai để lúc của trái bàn sân xong pra kho bà nhạc ní nó không được dễ phê căn tầm này bằng lúc chết bằng phở chứ nắm để dễ gì tới đôi bị bạc. Các bình môn chế lực chân cỏi nè là the last time về thằng bình môn bằng tay chế chân cỏi nè. Và các bình lực chân cỏi môn bà chế bạp ní cứ trò bàn sân dùng một pra được tuál cứ đục không chứ nắm mùi quân bằng bồn rối chết sật mùi. Không luôn phê mình ca phụ dụng khí nì đã ban đâm đồ ca bằng cách và tế bằng là đá hay nâng cao đánh luôn bà bỏ bằng là đá vì bởi Pakistan và là Security Council has been discussing the Gaza conflict in the Nile reasons have largely prevented it from taking any meaningful action to address invocation of Article 99 is a way for him to press for the need for immediate action. Cái đa khả nạ đe trông bưu xa xa nửa sốc gồm phung tê bị phiện xa khả ni ông phía chùm lùa nâu cả xá cá bách bạc tây khăn nông nè internal divisions bà cá bách bạc tây khăn nông đe phiện chứ đơn vừa cá bách bạc tây khăn nông cứ cá bách bạc tây khăn nông phía trên ban rìa riêng bà crom rửa xa sân ở sóc mân oi chất về thiên là ca và có đại ạch đây là mùi lời prevented it from taking a nước như phải bạc để xét lại nắng rìa riêng crom rửa xa sân ở sóc mân oi chất về thiên là ca và có đại ạch đây là mùi lời ca sân pra miết ra cao sân phẩm buôn đồ bọc lục của dress invocation ca sna som pra pra ba ca sna pra pra metra 99 របស់ Gutres ba គឺជាមេគាមួយសម្រាប់ពួកគាត់ ba គឺជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់គាត់ដើម្បីជំរុញ ba ដល់ភាពចាំបាច់សម្រាប់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ ba ប៉ុន្តែអាមេរិកអត់ចូលរួមផងអញ្ចឹងទៅตัวบานสมดาวเตียนนะถ้าดักณะดากรมหรือซาสนศกบากำปงแต่จะเจเนียมปีจำลวงกาสานุกาใบบะเนียมติขนมบาเพียจันบานเรียเรียงดากรมหรือซานี้มันอ้อยเมียนกาจัดเวทนากาประกอบไว้อัตนในนามวยหลายกาสนาสมปราปราบากุตรตะเลเมตราเก้าสมบูรณ์นี้คือเจียมโชคบายด้วยสำหรับกวดดังใบจุ่มร่น
ឲ្យមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ចាត់វិធានការជាបន្ទាន់តាមរីអត់ចូលហើយធ្វើអីអត់កើតទៀតហើយ Israel's envoy questioned why when there are so many conflicts in the world, including in Ukraine, Yemen, and Syria, where chemical weapons are used. That Article 199 was not invoked until now. ថាមិនថាបេសកជនរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចោទសួរពីមូលហេតុបាទនៅពេលដែលវាមានចំនួនជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលរាប់បញ្ចូលទាំងអ៊ុយក្រែនយេម៉ែនហើយនិងសូរីដែលប្រទេសទាំងនេះអាវុធគីមីត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់បាទដូច្នេះមាត្រា99នេះมันបានស្នើសុំប្រើប្រាស់ទៀតរហូតមកដល់ឥឡូវតែគេសួរថាហេតុអីបានចែមកសុំប្រើប្រាស់ពេលនេះចោះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមែនសេរីហ្នឹងមិនក៏ស្នើសុំប្រើប្រាស់ផងបាទអញ្ចឹងបានថាបេសកជនពិសេសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានចោទសួរពីមូលហេតុបាទនៅពេលដែលវាមានចំនួនជាច្រើនទៅក្នុងពិភពលោកដែលរួមមានទាំងអ៊ុយក្រែនជាមែននិងសេរីដែលប្រទេសទាំងអស់នេះអាវុធគីមីត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយមាត្រា91ទេ99ទេគឺគេមិនបានស្នើសុំប្រើប្រាស់រហូតមកទល់ពេលឥឡូវចាំមិនឡំមកស្នើសុំប្រើដល់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនជាមែនសេរីយ៉ានឹងក៏มันស្នើសុំប្រើដែលអញ្ចឹងអ៊ីស្រាអែលវាអត់យល់ព្រមណាអូខេឥឡូវសូមបណ្ណេះសិនចុះកូនចាស់ណែបានសិទ្ធិលោ3អង្គពីនិរៀននេះដល់ហើយ